Trước khi xem video này, bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh và sau đó bấm vào biểu tượng chuông để theo dõi những video mới nhất trên PMT Doctor. Chào các em đang ở độ tuổi dậy thì cùng các bậc phụ huynh. Khi bước vào tuổi dậy thì, buồng trứng của bé gái bắt đầu phát triển, lượng nội tiết tố cũng tăng lên, hình thành khí hư hay còn gọi là huyết trắng sinh lý. Màu sắc và mọi thứ liên quan đến khí hư của tuổi dậy thì là thắc mắc của nhiều bạn. Như bình thường chúng ta có khí hư trong suốt và màu trắng đục, cho nên khi các em gặp khí hư có màu vàng nhẹ, các em rất lo sợ. Tuy nhiên đây lại là hiện tượng bình thường ở lứa tuổi này. Các mẹ phụ huynh có từng bị như vậy không? Đáy quần lót có màu vàng nhẹ nhẹ nhưng không có biểu hiện ngứa rát hay khó chịu gì. Không biết các mẹ còn nhớ về thời kỳ này của mình. Điều này chúng ta cùng đi tìm hiểu tất tần tật về mọi thứ ngay sau đây nhé. Thứ nhất, đa số khí hư ở tuổi dậy thì có màu trắng đục. Bạn gái bước vào tuổi dậy thì, buồng trứng bắt đầu phát triển, lượng nội tiết tố cũng tăng lên, hình thành khí hư hay huyết trắng sinh lý. Khí hư thường xuất hiện ở thời kỳ rụng trứng, trước kinh nguyệt hay khi quan hệ tình dục. Ở điều kiện bình thường, khí hư có màu trắng trong, không mùi, hơi dính. Khí hư có màu trắng đục, hơi loãng, có lúc đặc hơn, nhưng không có mùi khó chịu, đó là hai đặc trưng. Khí hư có mùi đặc trưng và không ngứa. Đây là tình trạng bình thường, tuy nhiên nếu khí hư trắng đục, loãng kèm theo mùi hôi, ngứa rát vùng kín cùng các triệu chứng bất thường thì các em phải cẩn thận, đây có thể là biểu hiện của một số bệnh lý sau. Viêm lộ tuyến cổ tử cung. Viêm lộ tuyến do vi khuẩn Trichomonas gây nên khí hư ra nhiều, màu trắng đục loãng, có bọt, mùi hôi, đôi khi có lẫn máu. Tình trạng viêm cổ tử cung, bệnh do nấm vi khuẩn hoặc trùng roi gây ra, khiến khí hư thường loãng như nước, có màu trắng đục kèm theo tiểu rắt, tiểu buốt. Hiện tượng viêm vùng chậu xuất hiện khí hư trắng đục và hơi loãng, có mùi hôi kèm theo huyết âm đạo, chán ăn, buồn nôn, sốt nhẹ. Hiện tượng polyp cổ tử cung, triệu chứng của bệnh là da khí hư màu trắng đục loãng, có mùi hôi tanh, bị xuất huyết âm đạo bất thường. Tình trạng viêm niệu đạo là khí hư màu trắng ra nhiều bất thường, ở dạng mủ, nhầy hoặc loãng, vùng kín ngứa rát. Bệnh phì đại cổ tử cung. Người bệnh có cổ tử cung phát triển mạnh hơn bình thường, đến giai đoạn cấp tính thì khí hư ra màu trắng đục nhiều, dạng loãng, kèm mủ hoặc máu, bề mặt cổ tử cung sưng to, viêm loét. Đây là bệnh lý rất nguy hiểm, cần phải phát hiện sớm và điều trị. Tiếp theo là những lý giải về khí hư có màu vàng ở tuổi dậy thì. Thay vì khí hư màu trắng trong trắng sữa thì nhiều bạn gái ở tuổi dậy thì ở một vài thời điểm khí hư ra nhiều hơn bình thường và có sự thay đổi nhẹ về màu sắc sang vàng. Do đó nếu thấy có khí hư màu vàng trong một số trường hợp sau thì bạn không cần lo lắng. Khí hư màu vàng vào thời điểm rụng trứng. Thông thường những ngày rụng trứng giữa chu kỳ kinh nguyệt ở tuổi dậy thì do thay đổi nội tiết tố khí hư sẽ ra nhiều hơn, có màu vàng không mùi không ngứa. Khí hư ra màu vàng khi sắp đến chu kỳ kinh nguyệt. Khi sắp tới chu kỳ kinh nguyệt, nhiều bạn gái thấy khí hư có màu ngả vàng, số lượng nhiều, không mùi, không ngứa thì đây là hiện tượng bình thường, là do thay đổi nội tiết tố và báo hiệu sắp đến thời kỳ kinh nguyệt. Khí hư màu vàng còn do nguyên nhân thứ ba, đó là do căng thẳng. Những áp lực căng thẳng trong học tập và cuộc sống cũng có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng khí hư màu vàng này. Thay vì lo lắng, các bạn gái nên giữ tinh thần thoải mái, vệ sinh vùng kín sạch để tránh nguy cơ viêm nhiễm. Cách vệ sinh đó là rửa vùng kín bằng nước sạch từ trước ra sau khi đi vệ sinh xong, sau đó dùng khăn sạch thấm khô. Khăn vệ sinh cần thay giặt hàng ngày. Khăn thơm sạch khô ráo, tuyệt đối tránh khăn ẩm. Vệ sinh bằng dung dịch vệ sinh ngày 2 đến 3 lần. Tẩy da chết bằng cám gạo hoặc cà phê rang xay tuần 2 đến 3 lần để có làn da vùng kín mịn màng, không bị khâm sạm. Hãy mặc quần lót khô thoáng, cũng không nên mặc khi đi ngủ hoặc ở nhà một mình. Và bạn có thể dùng một số mặt nạ như là đu đủ xay, chanh hoặc là mật ong, vân vân để có thể làm đẹp vùng kín của mình. Quay lại với vấn đề khí hư, thì bên cạnh những trường hợp khí hư màu vàng bình thường, khí hư màu vàng bất thường ở tuổi dậy thì có thể là dấu hiệu của các bệnh phụ khoa nếu kèm theo các triệu chứng sau. Khí hư màu vàng mùi tanh. Nếu thấy vùng kín có khí hư màu vàng mùi tanh và kèm theo ngứa ngáy sưng tấy, thì em hãy cẩn thận với bệnh viêm âm đạo do nhiễm vi khuẩn vaginosis. Khí hư màu vàng sủi bọt mùi khó chịu. Đây là hiện tượng viêm nhiễm phụ khoa do nhiễm trùng roi, là hiện tượng khí hư màu vàng hoặc xanh có mùi khó chịu, đau rát và ngứa khi đi tiểu. Những bệnh lý này không thể coi thường bởi có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của các bạn gái về sau.
Trường hợp khí hư màu vàng ra nhiều và có mùi hôi. Lượng khí hư màu vàng nâu xuất hiện quá nhiều, mùi hôi có thể là cảnh báo dấu hiệu của các bệnh phụ khoa như u xơ tử cung, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Vậy thì khí hư ở tuổi dậy thì nên phải làm gì? Nếu khí hư có màu vàng ở dạng sinh lý sẽ nhanh chóng trở về màu trắng trong, trắng sữa khi nội tiết cơ thể ổn định và bạn gái vệ sinh vùng kín sạch sẽ. Tuy nhiên nếu tình trạng khí hư bất thường kèm theo những biểu hiện lạ tại vùng kín như đã nói trên thì bạn nên đi thăm khám phụ khoa ngay. Việc chậm trễ thăm khám và điều trị có thể khiến bệnh nặng hơn, khó điều trị và ảnh hưởng đặc biệt tới sức khỏe và khả năng sinh sản sau này. Hiện nay việc thăm khám phụ khoa đã trở thành việc làm quen thuộc của nhiều phụ nữ. Bạn gái tuổi dậy thì cũng nên thăm khám, đặc biệt là cần phải thăm khám khi có vấn đề mà không cần ngại ngùng. Các y bác sĩ sản phụ khoa luôn chào đón các em, luôn cười mở nhiệt tình và khen ngợi các em vì đã có ý thức bảo vệ sức khỏe của bản thân mình. Khí hư ở tuổi dậy thì là điều mà các bạn gái, phụ huynh cần theo dõi thường xuyên. Nếu phát hiện bất thường thì nên tới cơ sở y tế để chẩn đoán sớm, điều trị và tránh biến chứng sau này. Cảm ơn và xin chào.